Thời tiết chuyển lạnh, chênh lệch nhiệt độ trong ngày cao đã khiến bệnh nhân bị đột quỵ gia tăng. Đáng tiếc, đa phần bệnh nhân đến cấp cứu điều trị ở giai đoạn muộn để lại những di chứng khó hồi phục. Các chuyên gia y tế cho biết, trong khoảng từ 3 đến 6 giờ đầu, từ khi khởi phát cơn đột quỵ được coi là thời gian vàng để cứu sống người bệnh và giúp bệnh nhân có khả năng phục hồi tốt nhất. Tuy nhiên hiện nay, mới chỉ có khoảng 10 đến 15% bệnh nhân đột quỵ được cấp cứu điều trị trong khung giờ vàng. Đa phần, bệnh nhân đột quỵ đến cấp cứu ở giai đoạn muộn, nên dù đã được điều trị nhưng vẫn để lại nhiều di chứng như liệt, khả năng vận động yếu, mất ngôn ngữ, nói ngọng, thị giác yếu. Trường hợp nặng sẽ dẫn đến tử vong hoặc sống thực vật. Với bất kỳ một trường hợp nào, nếu như chúng ta gặp được các bệnh nhân có các biểu hiện như nói khó, méo miệng, liệt chân tay cùng bên, hoặc đột ngột đau đầu, non nói mà không liên quan tới bữa ăn, hoặc là mở mắt đi cùng một bên, thì chúng ta hãy nhanh chóng phát hiện bệnh nhân và đưa đến một cơ sở mà chúng ta có thể can thiệp được một cách sớm nhất. Các bác sĩ khuyến cáo khi phát hiện người thân có dấu hiệu bị đột quỵ, người nhà nên nhanh chóng gọi cấp cứu để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế có thể điều trị chuyên sâu về đột quỵ. Tuyệt đối không để bệnh nhân ở nhà dùng thuốc không rõ nguồn gốc hoặc sử dụng phương pháp dân gian truyền miệng chưa được kiểm nghiệm sẽ làm lỡ cơ hội tối ưu để điều trị.